một cái vị khán giả đã xem TikTok mua hàng của Sang, may mắn trúng được bức tranh tượng Phật bằng vàng, mạ vàng thịt. Chương trình á, trời, con tham gia liền luôn, con mừng lắm, con phải nói đại phát. Mà gặp thêm là con rất là ái mộ chú từ những chương trình thiện nguyện, phải nói rất là xúc động, rất là ý nghĩa cho cuộc đời. Xin xin phép ôm chú được không ạ? Được, con cảm ơn. Alo, xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay ngày mùng 10. Thực ra thì từ đầu năm tới giờ 28 Tết là Sang không có ở Sài Gòn. Tới mùng 6 Tết là về để lo chuẩn bị cho cái việc kinh doanh của mình. Rồi sau đó thì bán từ ngày mùng 6 tới khai trương mùng 8. Tới nay mùng 10 thì nói chung các lượng khách hàng cũng ăn Tết xong người ta quay trở lại để người ta chờ mua cao sổ ấp của mình. Rồi để người ta sử dụng cũng khá là đông. Thì cái chương trình mà bữa Sang live stream ở trên TikTok ngày 8 với ngày 6 á, thì chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thân thương Sang mấy ngày đó mua cao á, thì để có 12 giải để nhận được cái đại phước, món quà đặc biệt là đó là bức tranh có tượng Phật được mạ bằng vàng thật, gửi tặng cho những quý khách hàng nào có được cái sự đại phước đầu năm. Thì có tới 12 vị, tại sao Sang cho chương trình 12 vị Phật cho 12 vị khách? Thì tặng tượng trưng cho 12 tháng quanh năm 2024 luôn được thật nhiều sức khỏe và đầy vạn sự được bình an, thân tâm được an lạc. Thì đây nay là Sang phải đi trao đó, nhìn những cái tranh tượng Phật rất là đẹp, Sang bỏ vô cái giỏ quà đẹp lắm để ghi tặng cho 12 vị khách đó. Thì khi mà khách đến mua hàng của mình có những cái giải chương trình nào để mà dành cho khách hàng nào may mắn, thì Sang luôn trân trọng tất cả quý vị khách hàng đã đến mua hàng ủng hộ. Thì bên cạnh đó thì 12 vị khách này chúng ngày hôm qua là Sang cũng đã trao hết 5 vị khách rồi ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, chúc mừng nha. Ở đây là một cái vị khán giả đã xem TikTok mua hàng của Sang, đã may mắn trúng được cái bức tranh tượng Phật bằng vàng, mạ vàng thịt. Thì đây là một trong những cái bức tranh mà Sang là thỉnh về ở một trong những cái ngôi chùa cực kỳ tâm linh và nổi tiếng ở tại Thái Lan, đó là chùa Vàng. Đây, đại phước đầu năm, cực kỳ may mắn. Có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà mình đầu năm mình mua được chai cao, nhận được cái bức tranh mạ vàng cực kỳ quý giá vào đầu năm nay. Thật sự, tại vì con mua chủ yếu mua cho ông xã con, tại ông xã con làm việc nặng á, cho nên là con chủ yếu là con mua cho ảnh. Đó, vô tình may mắn sao tự nhiên con gặp Thiên Lai, rồi thấy Thiên Lai chú có chương trình á, trời, con tham gia liền luôn, con mừng lắm, con phải nói đại phát. Mà gặp thêm là con rất là ái mộ chú từ những chương trình thiện nguyện, phải nói rất là xúc động, rất là ý nghĩa cho cuộc đời. Xin phép ôm chú được không ạ? Được, con cảm ơn. Ok, thì rất là cảm ơn Trâm, tên Trâm đúng không? Mình ở nhà bên quận 5. Thì tối ngày hôm qua có liên lạc, lúc đó là như chắc tối rồi ngủ. Thì cho nên điện tử ra thì mình rất là biết ơn tất cả khách hàng của mình cũng như là khán giả
trong đó có Trâm. Biết ơn mọi người đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của mình, dựa trên đó thì giúp cho mình có đủ được cái nghị lực và điều kiện tiếp tục trên con đường thiện nguyện. Biết ơn nhiều lắm. Cũng chúc cho chú là năm mới thật nhiều sức khỏe và thực hiện thật nhiều chí thiện nguyện nữa cho bà con của mình. Chúc gia đình được nhiều điều may mắn. Con cũng đi theo con đường của chú là giúp đỡ cho mọi người nếu mà có điều kiện. Ok, dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Đây, thì sẵn đây Sen cũng cho mọi người biết đó là những cái phiên live ngày hôm qua là tất cả mọi người đã được trúng cái giải đặc biệt để mà nhận được cái bức tranh mà vàng thật tượng Phật rất là đẹp. Thật sự là Sen rất là vui mừng thì mọi người nhận được cái đại phước đầu năm rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Thì vị khách kế tiếp nữa là của Sen sẽ có là cái vị khách nào con? Kính chào quý khán giả và chúc quý khán giả một năm mới đại phát đại tài, tấn tài tấn lộc, tấn bình an, sức khỏe và bình an cho cuộc sống. Chúc tất cả thật nhiều sức khỏe nha. Sen sẽ gặp lại vị khách tiếp theo. 12 bức tranh tượng trưng cho 12 tháng cho trong năm luôn được trọn vẹn tới sức khỏe. Ok, chú cảm ơn rất là nhiều. Đây cái túi rồi ông bỏ sẵn vô đây luôn rồi đúng không? Rồi ok, cảm ơn chú gửi tặng thêm chai cao ra sô hấp nữa đó. Dạ, con đã mua chai cao để dành cho chồng sức, thì đó là cái tình nghĩa vợ chồng mà cực kỳ thiêng liêng lắm. Tặng con thêm chai cao nữa. Hạnh phúc của cô chú luôn nha. Ok, yeah. Cảm ơn rất là nhiều. Yeah. Bây giờ ngày hôm nay là Sen chính thức đi trao cho 7 giải nữa là ở các tỉnh như Hóc Môn, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, Vũng Tàu và Quảng Bình. Đó thì Sen phải lên đường thực hiện những gì mà Sen đã hứa để đem đi trao cho người ta. Thay vì trúng giải thì Sen gửi ship đi cũng vẫn được, nhưng mà Sen không muốn gửi ship đi. Sen cũng có nói rõ trên livestream là Sen sẽ đến trao tận tay cho mọi người, vì đây là cái bức tranh rất là quan trọng. Vì bức tranh này Sen thỉnh một trong những cái chùa cực kỳ nổi tiếng ở tại Thái Lan, đó là chùa Vàng, và được các vị chư tăng trì tụng, cho nên nó là thử ra Sen thỉnh về Việt Nam để mà đem tặng lại khách hàng đó. Thì Sen sợ gửi đi á, thì do vận chuyển người ta quăng lên quăng xuống, không biết trong đó là cái gì, người ta quăng lên quăng xuống sợ mang tội, cho nên thì Sen phải đích thân đem lên để trao cho người ta. Thì Sen vô một cái giỏ quà kèm theo một chai cao sô bóp nữa, một cái giỏ như vậy thì trong đó có một cái bức tranh và một chai cao sô bóp để tặng luôn. Thì chai cao sô bóp thì vị khách này á, là mua một chai được trúng được cái tượng trong cái chương trình livestream ngày 8 của Sen đây, phải không cả nhà? Đó. Thì thật sự ra thì thay vì bình thường Sen ship về cho người ta, nhưng mà bây giờ Sen phải đem đi giao, vì Sen luôn tôn kính những cái gì mà liên quan về Phật pháp, giáo pháp, cho nên là Sen phải đi trao. Và ngày hôm nay lần đầu tiên quý vị trên kênh của YouTube của Hội Thiện Nguyện mới thấy Sen đi trao cái bức tranh tượng Phật quá đẹp đúng không cả nhà? Còn bên TikTok thì ông dạy giờ cả nhà cũng đã thấy Sen trao hết 6 vị rồi, 5-6 vị rồi. Còn mấy vị nữa thì Sen sẽ giao cho xong. Rồi, ngày hôm nay thì những ai mà bà con nào có mua hàng á, thì cái chương trình mà để nhận được cái giải, nhận được cái đại phước ngày hôm nay để mà nhận được tượng Phật á, thì đã hết rồi. Nếu bà con nào có mua hàng á, thì dựa trên cái thông tin ở trên cái video thì mình đến để mà mua hàng chính hãng nha cả nhà. Chương trình Sen cũng đã khép lại rồi. Sen rất là cảm ơn tất cả mọi người đã đến mua hàng ủng hộ Tấm Sen trong suốt một thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ là dõi theo Sen đi trao những phần quà trong ngày hôm nay cho
hai vị khách cho hai tỉnh, một cái Hồng Ngôn, một cái Tây Ninh. Rồi An có mua hàng thì thông tin nằm ở trên đó nha cả nhà. Rồi mình mua hàng ủng hộ sang Cao Sơ Bóp để hỗ trợ là những chứng đau nhức cơ xương khớp, thoát vị đi điểm, giãn tĩnh mạch, thần kinh tọa, đau vai gáy, tê bì chân tay, vôi thoái hóa cột sống, tràn dịch khớp gối, khô khớp gối đó nha cả nhà, cũng như là chật đã bong gân sân phụ này. Rồi bây giờ sang đi thôi, trưa hôm nay thì con đường ngày mùng 10 Tết thì người ta cũng đã quay trở lại công việc làm của mọi người rồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khá là đông. Bà con cũng đã sau khi một ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán về với quê gia đình người thân ăn Tết rồi, giờ người ta cũng đã quay trở lại làm thì những con đường cũng quay trở lại cái sự tấp nập rồi. Đặc biệt là cái ngày mùng 1 con đường vắng que. Cực kỳ là vắng luôn, bất kỳ con đường nào trên ở đất Sài Gòn này rất là vắng. Đó, cho nên thì bây giờ là nó quay trở lại nó đông đúc và kẹt xe rồi. Sang cũng tranh thủ sang đi thôi.